Pháp nhã, Phật nhã mình quán nhân duyên các pháp, duyên mật, duyên nguyễn. Bây giờ mình không quán duyên nguyễn, rồi chỉ là không cho cái tâm có mang những cái khái niệm phàm phu, khái niệm dị thừa, khái niệm Bồ Tát hay duyên giác, thì tự nó là duyên như. Mình nói duyên như thì đó là giải thoát trong cái như thật, chứ không có gì hết. Cho nên cái tu thiền này đi sâu rồi, quý vị thấy nó có cái lạ lùng, mà có cái tôi nói là rất là hay, là không phá hoại sự vật. Như nãy nói, cái bông thì cái bông vậy thôi, không nói nó là mai kia nó héo, mốt kia nó khô, rồi cái gì đó. Nó là nó vậy thôi. Thành ra nó như vậy thì mình thấy như vậy thì đâu có cái gì mà làm cho nó tiêu hoại. Còn mình thấy vậy mà không phân tích thì nó cũng là nó. Thế còn người ta đưa vậy mà chia nó từng phần cái tội nghiệp quá. Nó là mất cái tự nhiên người ta. Cho nên cái nhìn của thiền sư nó là cái đặc biệt. Mình chỉ một cái là không thêm một khái niệm đẹp xấu thôi. Bây giờ quý vị nhìn tất cả mà không thêm cái đẹp xấu thì nó sao? Mà nếu không so sánh thì đâu có đẹp xấu. Mà tâm như như thì lấy gì so sánh? Nó rõ như vậy đó. Cho nên hiểu vậy mới thấy cái tinh thần tu thiền là cái kỳ đặc chứ không phải là cái thường. Một ví dụ nữa, đó là hồng ở trước mặt phàm phu nhìn thấy việc thể niệm so sánh đẹp xấu. À, rồi tới ái thủ rồi hả? Để dỡ tan các ái thủ, Phật dạy hàng nhĩ thừa khi thấy hoa hồng xuất liền quan sát theo thời gian, ngày nay nó nở tròn, ngày mai nó héo dần, ngày mốt nó rơi rụng lá tả, ngày kia nó cụi cằn. Thế là tùy có theo thời gian biến họa thành không. Có gì đâu là thật mà nói đẹp xấu, tâm đẹp xấu thì làm gì có yêu và ghét. Đã không yêu ghét thì chấp giữ làm gì. Đây là nhờ quán vô thường giúp được ái thủ, cũng là giúp được manh mối sanh tử đời sau. Hàng duyên giác thấy qua hồng xuất cũng theo Phật dạy đứng về không gian phân tích. Hoa hồng đang nở tròn không có thật, từng cánh hoa rất lạ, nhiều chấm nhị điểm thành, không có chủ thể hoa hồng, do nhiều nhân duyên hòa hợp, đã do duyên hòa hợp mà có, nên không thật như nguyện như quá. Bởi thấy hoa hồng không có thật nên không phân biệt đẹp xấu là có, không đẹp xấu làm gì có yêu ghét là ái, trong yêu ghét thì chấp giữ làm gì là thủ. Nhờ quán nhân duyên hòa hợp mà có, nên dứt tâm yêu mến ái. Không yêu mến thì nên không chấp giữ thủ, nhân sanh tử đời sau ngang đây cắt đứt. Bồ Tát quán pháp nhân duyên đã thành thục, một em nhìn thấy qua hồng và xuất liền biết không tự tánh, đương xứ tức không. Đã không tự tánh thì cái gì làm chủ mà có đẹp xấu thọ. Không đẹp xấu nên không yêu thích ai, không yêu thích thì không chấp giữ thủ, cũng dứt ngay được dòng sanh tử. Qua bốn cái nhìn trên, phàm phu, nhị thừa, duyên giác, Bồ Tát đều không thấy được bản chất thực của hoa hồng, hoặc thấy theo ảo tưởng quá khứ mà phân định là phàm phu, hoặc thấy phóng theo thời gian vị lai mà phân định là nhị thừa, hoặc thấy bằng cách phân tích chia sẻ từng mảnh vụn trong không gian mà phân định là duyên giác, hoặc nhìn theo thói quen đặc sẵn mà phân định là Bồ Tát. Tất cả cái nhìn sự vật theo lối này tuy mê giác có khác, song không thoát khỏi khuôn cũ lối mòn đã định sẵn.
làm mất đi bản chất thật hữu của sự vật. Nói chỗ này thì quý vị nhớ Thiền Tông Việt Nam mình có vị nào mà nói không đi theo lối mòn của Như Lai không? Nhớ không? Ai đó? Ai dám nói câu đó? Thiền sư nào mà dám không đi theo lối mòn của Như Lai? Ngài Quảng Nghiêm, Ngài nói sao? Nam Nhi tự hữu xung thiên chí, hư hướng Như Lai hành xứ hành. Nghe cái câu đó nhiều người nói Ngài ngang ngược quá, đệ tử Phật mà không chịu đi theo lối mòn của Phật, phải không? Đó. Thì như vậy Ngài đi theo lối mòn của Phật là hay không đi theo lối mòn? Chỗ này là chỗ tôi nói. Cho nên có nhiều vị dịch theo kinh điển quen, câu đó không dám dịch. Nó không đi theo lối mòn của Phật là đi lối nào? Đi lối nào thì tà đạo lắm rồi, phải không? Cho nên câu đó thật là ngại ngùng, không dám dịch. Nhưng mà sự thật là như vậy. Nếu đi theo lối mòn của Phật là quán theo Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, và bây giờ qua hầm và qua hầm là đi theo lối mòn của ai? Không có đi theo lối mòn của Phật, nhưng mà đúng cái thâm ý của Phật là giải thoát sanh tử, không ái thủ, phải không? Như vậy thì không theo lối mòn của Phật mà là trung thành với Phật mới là cái khó hiểu, rất là khó hiểu về chỗ đó. Vì Phật đã dạy con đường tu quán cái này quán cái kia, mà mình không theo hay những con đường quán đó, mà mình chỉ thấy nó là nó, hoa hồng là hoa hồng, không quán không chiếu gì hết, tức là đâu có đi theo lối Phật dạy. Nhưng mà Phật dạy những cái quán đó để đi tới chỗ diệt ái và thủ. Còn mình nhìn hoa hồng là hoa hồng, không ái không thủ, thì có diệt ái thủ rồi. Thì như vậy thì cái trọng tâm của Phật giải quán đó là để diệt ái thủ. Mà bây giờ mình nhìn nó là nó không có đối chiếu, không so sánh, không gì hết, thì làm gì có thương, có ghét đó. Như vậy thì có ái thủ hay không? Và không ái thủ thì tức là giải thoát như Phật giải. Đó là cái chỗ không theo lối mòn của Phật mà trung thành với Phật. Cái điều này thật là lý thú, cũng là kỳ diệu, phải không? Hiểu cho kỹ mấy cái này đó thì chúng ta mới thâm được cái lý thiền. Nếu không hiểu rồi thì chúng ta cứ ngờ tại sao mà tu thiền mà không trung thành với Phật. Phật chỉ cái gì thì mình làm đúng cái ấy. Ở này Phật chỉ như vậy mà mình không làm. Nhưng mà bởi vì mục đích của Phật chỉ quán chiếu vô thường, quán chiếu nhân duyên để đi tới dẹp ái và thủ. Mà ái thủ hết thì hữu không có, là dứt dòng sanh tử. Bây giờ mình cũng muốn dứt dòng sanh tử, thành ra trước sự vật không có quán chiếu mà mình không có khái niệm, không có so sánh. Mà không khái niệm đối chiếu so sánh cho nên không có ái, không có thủ. Mà không ái thủ thì mình cũng là đi tới chỗ không còn sanh tử. Có là như vậy thì trung thành Phật hay là cũng không trung thành. Như vậy để hiểu rõ đó là cái trung thành mà mới mình được tưởng như không trung thành. Còn mấy người kia, những người khác thì cứ quán theo Phật dạy thì đó là trung thành. Trung thành với Phật, nhưng mà trung thành theo cái đường đã được sẵn. Còn ở đây là trung thành bằng cách tự tại như nhiên, chứ không có theo cái đường định. Bởi vậy cho nên Thiền Tông người ta gọi là gì? Trong các tông phái, như nói các cái tông thì trong nhà Phật thường hay nói những tông sao? Như là Tam Thừa,
tam thừa thì diệt thừa, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Thì cái đó là tiểu thừa, tức là như các cái pháp dạy tu của A La Hán. Trung thừa là các cái pháp dạy của các vị duyên giác. Còn đại thừa là pháp dạy tu Bồ Tát. Còn hoặc là nói ngũ thừa thì nhân thừa, thiên thừa, thanh thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Có năm thừa thôi. Mà bây giờ năm thừa đó mà thiền tâm mình đang đứng ở thừa nào? Đứng ở thừa nào? Không có chỗ đứng trong tâm thức này rồi. Như đó có quá theo cách nào. Như vậy thì trong cái này không có chỗ đứng. Mà không có chỗ đứng thì đứng cái đầu. Cho nên là tối thượng thừa. Tối thượng thừa là nó là đại thừa rồi, mà cái này nó là tối thượng thừa. Đứng ngoài năm cái lối này mà nó lại không có cái phân biệt đối chiếu so sánh, cho nên nó là một cái trọng tâm đi thẳng cái chỗ giải thoát mà không bị kẹt trong mấy cái lối này. Cho nên người ta nghe nói tối thượng thừa ta nó thấp, nó thấp quá, người ta tu đại thừa là quá cao rồi. Nó này tối thượng thừa mà tối thượng thừa kinh nào giải, không thấy kinh nào giải tối thượng thừa hết, mà nó thiền tâm là tối thượng thừa. Thường thường ta nói tối thượng thừa thiền đó, thiền tối thượng thừa là vì nó không có theo các cái thứ lớp này mà đi thẳng cái chỗ giải thoát sinh tử bằng một cái vô niệm, phải không? Bằng cái vô niệm. Vô niệm thì nó là đi thẳng cho vô sanh, chứ nó không có theo cái lối quán chiếu từ thấp lên cao. Do đó cho nên sau này các ngài gọi nó là tối thượng thừa thiền. Hiểu vậy thì nói cái thiền nhị thừa, thiền quán vô thừa, quán bất tịnh như thứ niệm xíu rồi đó, thấy không? Rồi cái thường đại thừa là quán như là quán nhân duyên rồi đó. Chỗ này tất cả cái quán đó mình không có dùng, không có dùng mà đi thẳng cho chỗ vô niệm thôi. Chứ giặt niệm nào dấy lên cái thì chặt đầu hết trơn. Dữ quá, phải không? Không có dùng quán cái gì mà nó dấy lên thì đều là sát, là giết, giết hết rồi cái thôi. Dính dưng vô niệm, mà vô niệm là cái gì thì nó ra cái ấy, thì nó đi theo cái nào. Đó. Cho nên cái chỗ tu này tôi nói cho tất cả hiểu rõ rằng cái hướng, cái đường mình đi nó khác. Khác không phải là khác mục đích, nhưng mà khác cái lối hướng dẫn. Phật hướng dẫn đi theo cái lối kia trình tự, còn đi cái lối này, cái lối vượt qua cái thứ lớn rồi đó. Cho nên nó khó, khó mà nó lại đơn giản, chứ nó không phải là phiền toái. Nếu mình quán vô thường thì mình quán chi tiết từ thấp lên cao, quán cái này cái nọ, quán nhân duyên cũng vậy. Bây giờ mình cứ nhìn sự vật, nhìn con người, nhìn tất cả vừa giấy niệm cho thì buồn, không cho một niệm nào nó lăn xăng trong đầu, mà không niệm nào thì lúc đó làm sao? Nếu không còn niệm nào thì nhìn xuống mặt cái gì đó cái ấy. Sở dĩ còn niệm cho nên mới nói cái này tốt cái kia xấu, cái người chuyện này chân khéo cái kia chân vững vân vân. Còn cái này thì không có khái niệm thì thôi, cái nào là cái nào. Mà đều mấy ông thiền sư là mấy ông ngáo, phải không? Đúng thiền sư là phải ngáo chứ còn lạc quá chứ khó làm thiền sư. Cái gì phải cái gì thì cứ nói y như thế đó thì không còn gì nữa. Thì quý vị hỏi người ta ở cái gian luôn luôn đặt ra một câu nói, một câu hỏi nào cũng đều đứng hai bên, hoặc là có, hoặc là không, hoặc là phải,
hoặc là quán. Bây giờ giả sử có hai người cãi lộn, thì có ông thiền sư đứng gần đó, các cái người hai người cãi lộn nó không mua. Bây giờ thầy thấy hai đứa tôi đứng nào phải, đứng nào quán, thì thiền sư trả lời sao? Hai anh cãi lộn. Chứ thấy cãi lộn nó cãi lộn còn gì thêm. Thành không có phải quán ấy. Người dạy nó phải chịu chưa? Nó không chịu. Nhưng mà đó là sự thật. Tôi thấy hai người cãi lộn. Tôi chơi phải quán. Nếu anh A phải thì anh không có cãi anh B. Mà nếu anh B phải thì không có cãi anh A. Hai người cãi là hai người đều không phải đó. Không phải hết rồi hai người cãi lộn rồi đúng sự thật. Thấy như vậy là đúng sự thật. Còn thấy phải quán chưa đúng sự thật. Nhiều khi thiên kiến nữa. Phải không? Mình thấy với nhãn quan của mình, thấy với cái tâm tư của mình, hai người cãi lộn có người thân mình, người sơ mình, thì cái người thân mình làm sao mà dám nói người đó quấy. Đó. Thì như vậy chỉ có hai người cãi lộn là chân lý 100%. Đó là một cái lạ lùng. Quý vị hiểu chưa? Cái lạ lùng với nhà thiền đó là như vậy. Cho nên người học thiền, tu thiền thì khi nào thấy mình ngáo là nhất định phải ngáo. Chứ không nói sao được. Vì phải cái gì cũng không có trả lời cho nó theo biết được ta muốn. Mà mình nói cái chuyện không đâu rồi. Mà đó là mình nói được sự thật. Mà người ta không chịu sự thật. Ta muốn đòi cái gì khác. Như vậy để hiểu cái thực ra là người tu thiền nó là như vậy đó. Đến cái nhìn của thiền gia không phải thế, thấy qua hồng là qua hồng, không khởi tâm so sánh quan sát chi cả. Hiện thân qua hồng thế nào thấy đúng thế ấy, không khởi niệm so sánh thì đâu có đẹp xấu, không đẹp xấu thì làm gì có yêu ghét, không yêu ghét thì đâu có lấy bỏ, dòng sanh tử do đâu lôi cuốn được. Thấy có đẹp xấu là thấy hai, yêu ghét là hai, thủ xã là hai, còn có hai bên là nguồn gốc sinh tử. Thiền gia nhìn sự vật không chế tâm khởi niệm nên thấy mọi vật đều chân. Như khi vua Lý Thái Tông đến viếng thiền lão thiền sư, vua hỏi: hòa thượng trụ núi này đã được bao lâu? Sư đáp: bản tri kim nhật nguyệt thùy khích cử xuân thu. Dịch: chỉ biết ngày tháng ngày, ai rằng xuân thu trước. Vua lại hỏi: hàng ngày hòa thượng làm gì? Sư đáp: thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Dịch: trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Đẹp giả tai, nếu chúng ta thấy sự vật đúng như bản chất của nó, nhìn sự vật với tâm lặng lẽ thanh tịnh, mọi phạm tình không có chỗ chen vào, còn gì là thật giả, đẹp xấu, khó dễ, đến đây không có gì để nói. Cho nên cô Linh Chiếu đúc kết quan niệm của ông Vàng Long Quẩn bằng hai câu: cũng chẳng dễ, cũng chẳng khó, cũng không khó, cũng không dễ, cũng không khó. Đói đến thì ăn, mệt ngủ khò, hàng sống với cái tâm như thanh tịnh. Khi gặp cảnh thì hành xử tùy duyên, không so sánh, không phân chia, không áp đặt bất cứ một khái niệm nào. Nên nói đói ăn, mệt ngủ, cái nhìn đúng như thực tại này gọi là như thị tri, như thị kiến. Cái đoạn này tôi giải thích thêm cho quý vị thấy. Nhà vua hỏi hòa thượng trụ núi này đã được bao lâu, thì cái câu hỏi này rất là thông thường, phải không? Nếu mà chúng ta thì trả lời sao? Thưa bệ hạ, tôi trụ núi này được 10 năm,
20 năm gì đó, phải không? Mà Ngài không nói, Ngài chỉ nói, chỉ biết ngày tháng này ai gặp xuân thu trước. Tôi biết ngay bây giờ, tôi không có nhớ những năm về trước, năm tháng trước gì đó. Nghe nó buồn, phải không? Nhưng mà nói lên một cái tâm hồn sao? Bởi vậy cho nên ông thầy ký Thiền Viện Thích Long ông đề nghị tôi làm cái quyển kỷ yếu 5 năm, tôi cũng hơi buồn. Chỉ sống ngày tháng này thì kể lại 5 năm thì cũng tôi kìa. Làm cho mình mất cái tính chỉ biết ngày tháng này. Nhưng mà tại vì tùy tục mà phải làm. Chứ còn đúng ra thì chỉ biết ngày tháng này không ai rành xuân thu trước. Những cái gì qua rồi thôi, nó qua. Cái gì tới thì nó cứ tới. Ngay bây giờ, chỉ biết ngay bây giờ. Đó là tinh thần thiền sư. Như vậy, mà nếu không nhớ quá khứ, không tưởng vị lai thì tâm lúc đó làm sao? Tâm đó là an nhiên, là tự tại. Như vậy cho nên, nhà vua nghe câu trả lời này rất là thích. Vua là hỏi thêm, ngài hòa thượng làm gì? Bây giờ ngài ở đây thì ngài không nhớ ở bao lâu, trước sau ngài không biết. Nhưng bây giờ ngài đang làm gì đây? Thì ngài trả lời, Thúy Trúc Hòa Hoa Thi Mại Cảnh Bạch Vân Minh Nguyệt Lộ Hoàng Trăng. Tức là Trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn trăng. Nó đẹp làm sao? Nếu tâm không so sánh quá khứ vị lai, cứ ngay cái hiện tại này, mà tâm nó ngay hiện tại này thì nó là an nhiên, là thanh tịnh. An nhiên thanh tịnh, nhìn sự vật trong cái thanh tịnh thì có cái gì xấu hay không? Thì cái gì thì cũng là nên thơ, cũng là chân thật hết. Cho nên Trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, tức là đều là cái cảnh như như. Trăng trăng mây bạc hiện toàn trăng, trăng trăng mây bạc cũng là cái chân thật chứ gì. Bởi vì không có động tâm, không có giới niệm thì cái nào như cái ấy không thật cái gì, phải không? Cho nên nhìn cái gì cũng là chân thật. Nghe qua hai câu thơ thì mình thấy tâm hồn của thiền sư rất là an nhiên, thanh tịnh, sống không có một gợn nào gọi là cái buồn làm cho người ngoài nó phải buồn lây. Còn mình bây giờ tuy là tu, nhiều khi tôi thấy cũng tội nghiệp những người lên Trúc Lâm đôi ba năm, huynh đệ tới thăm, nãy đây vui hay buồn, nói khi cũng đây vui thì có khi cũng tạo vẻ hơi áo nạ một chút. Thì như vậy nó là sao? Tại vì chưa có sống ngày nay, biết ngày nay đó, phải không? Mà vẫn còn nhớ, còn đối chiếu, cho nên rồi có khi cũng cảm thấy hơi buồn mang máng một chút. Bởi vì nhớ lại năm nào đó, mình ở nơi này nơi kia, thỉnh thoảng mình đi thăm chỗ này chỗ nọ, cái gì ở đây mấy năm trời, mình đi thăm đâu hết trơn, không buồn nữa được, thấy không? Nếu có cái gì hơi buồn mang máng một chút. Nhưng mà làm sao chúng ta được như ngài thiền lão thiền sư, nghĩa là chỉ biết ngày tháng ngày ai rành xuân thu trước. Chỉ biết ngày tháng này đó, không còn so sánh đối chiếu gì hết. Ngay bây giờ tôi biết bây giờ, nói ra nhà quê mình, ngay bây giờ tôi biết bây giờ, không biết không nhớ gì để không trước. Đó, như vậy là tinh thần của thiền sư.
rồi hỏi cho ngã đây làm gì, hãy làm gì, tức là muốn biết cái dụng công tu hành của ngài sao, thì ngài trả lời bằng cách là thấy chút biết, thấy qua và cũng không có cảnh nào khác, nó là như không có gì so sánh đối chiếu hết, là thấy căn trong, thấy nơi bạn đều là cái chân thật cái hiện tiền. Như vậy thì tất cả thời gian trong mọi ngày mọi tháng chúng tôi ở đây, chúng tôi chỉ sống với cái chân thật hiện tiền, chứ không có cái gì lạ, không có cái gì khác. Thì như vậy cái cảnh hơn biết chừng nào, phải không? Như vậy có buồn không? Còn bây giờ tại vì ngồi đây mình nhớ ba với má có khi cũng buồn, phải không? Thế bây giờ kiến biết hiện tại đây không còn nhớ, không còn nhớ cái gì khác hết, thì cái gì mà buồn? Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái đó. Rồi tới đây tôi dẫn chứng về câu chuyện. Đây tôi nói không có cái phân biệt thật giả đẹp xấu khó dễ, cho nên tôi linh chiếu khi nghe ông bà Lâm Quỳnh ông tha, ông tha ông nói nang thật tạ du ma họ thượng tham, tức là nói là tu hành nó khó như là đem người tạ dầu mè mà vuốt trên cây vậy. Người tạ dầu mè vuốt trên cây thì biểu mình leo dễ khó, nóng đầu thuộc đó, thật là khó. Cũng như bây giờ vậy, việc bỏ vọng tưởng, bỏ cái này kia nhảy ra, nắm cái nó tụt, cứ nhảy ra hoài, nó kèm được, nhìn như vậy thấy khó vậy. Giống như ông bà một người con thang, như người tạ dầu mè vuốt trên cây bắt mình kèo, thiệt là khó. Nhưng mà bà Lâm Vĩnh hãy nể vị bất thảo thượng đầu tổ sư ý, trên đầu trăm cỏ ý tổ sư, có gì mà khó. Ông nhìn coi đâu đâu cũng có ý tổ sư đầy hết, khó gì. Thì như vậy thì hai ông bà người khó người dễ, mà nó còn khó còn dễ, tức là cô linh chiếu cô thấy cô bất bình, sợ không chịu, cho nên cô nói cũng không khó, đó cũng không dễ, cũng không khó, nói đến thì ăn mệt ngủ khờ. Thì tới cô thì cô giải tỏa cả hai cái khó và dễ, mà không có khó dễ thì sao? Đói ăn mệt ngủ. Người ta nghe nói đó ăn mệt ngủ dễ bắt chước quá, phải không? Nhưng mà bắt chước được không? Đói ăn mệt ngủ bởi vì cái tâm nó như thì tới giờ làm cái gì thì cứ làm, tới giờ ăn thì ăn, tới giờ ngủ thì ngủ, ai sao mình phải thôi, không có cái gì nó là phiền hà. Như vậy thì có gì nó khó, có gì nó dễ, tại vì tâm mình nó còn đối chiếu, còn so sánh, cho nên còn thấy có dễ, có khó. Thì như vậy, đói đến thì ăn mệt muốn còn, ở đây có người nào làm được cái đó chưa? Cái chuyện coi nó rất là tầm thường, mà chắc ít người làm được. Tại sao không làm được? Bởi vì đâu có để cho cái tâm mình nó như nó lặng lẽ. Bởi vậy cho nên nhiều khi tới giờ ăn, người này còn bàn cái này, người kia còn luận cái nọ, nghĩ tư tung. Cho tới tôi thấy có khi sửa sạc mặc áo vào đi lên cũng còn nói chuyện rùm beng, phải không? Còn nói chuyện tức là còn gì? Còn nói hay, nói dở, còn bằng lòng, không bằng lòng. Thì như vậy, đâu phải đó đến là ăn,
Bây giờ quý vị cứ kêu làm công tác, quý vị kêu làm công tác ra làm cái đến kiểm hết giờ công tác sẽ kêu vô rồi cái tắm rửa thì tắm rửa tới giờ đánh bạc ăn cơm mặc áo lên ăn cơm không có chuyện gì để thêm để bớt nữa thì sướng là khổ mà có ai chịu vậy thôi.